Bruno Mars, từ đứa trẻ phải ngủ trên mái nhà đến kẻ cầu toàn nhất làng nhạc thế giới. Thời thơ ấu rộn ra âm thanh của Bruno Mars. Bruno Mars sinh năm 1985 và lớn lên trong một gia đình đa sắc tộc. Bố của anh mang dòng máu lai Puerto Rico và Do Thái. Mẹ của anh là người Philippines có gốc Tây Ban Nha. Bruno dành phần lớn thời thơ ấu tại quần đảo Hawaii, nơi mà đa số người dân là con lai. Chính vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ về sự phân biệt giữa các chủng tộc. Sau này, Bruno Mars chia sẻ rằng anh đã phải thay đổi suy nghĩ khi chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật nên Bruno Mars đã sớm tiếp xúc với âm nhạc. Anh chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau như piano, guitar hay trống bằng cách học theo cha mẹ mình. Lên 4 tuổi, Bruno Mars bắt đầu biểu diễn với ban nhạc của gia đình The Love Notes và thường xuyên bắt chước các nghệ sĩ nổi tiếng như Elvis Presley hay Michael Jackson. Đặc biệt, biệt danh Elvis nhỏ ra đời để rồi 3 năm sau nó trở thành vai diễn đầu tiên của cậu bé Bruno trong bộ phim hài Honeymoon in Vegas, đóng cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh như James Caan, Nicolas Cage và Sarah Jessica Parker. Bruno Mars vẫn giữ được vẻ tự tin dù bản thân chỉ mới 7 tuổi. Phân cảnh Bruno trong phim vẫn nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả dù đã trải qua 29 năm ròng. Thoạt đầu, bố mẹ Bruno lo sợ việc bắt chước này sẽ khiến anh gặp rắc rối, nhưng trái lại, nó khiến Elvis nhỏ dần trở nên nổi tiếng tại quê nhà. Bruno có cơ hội xuất hiện trên nhiều chương trình lớn như The Arsène Hall Show năm 1982, Aloha Bowl năm 1990 và thậm chí là được phỏng vấn trên kênh MTV. Khi Bruno Mars 12 tuổi, cha mẹ anh ly dị và hoạt động của ban nhạc chấm dứt. Bruno quyết định chuyển ra sống cùng cha và anh trai. Ba người họ cứ thế lang bạt nay đây mai đó, lúc thì ngủ trên mái nhà, khi thì trong một sở thú nơi cha anh từng làm việc. Năm 2003, theo đề nghị của Mike, Bruno Mars chuyển đến Los Angeles để theo đuổi âm nhạc. Anh quyết định dùng cái tên Bruno hồi nhỏ và thêm họ Mars làm nghệ danh. Sau này, Bruno tiết lộ anh làm vậy để tránh bị định kiến về gốc gác của mình, từ viết nhạc cho người khác đến hành trình trở thành ngôi sao. Một năm sau đó, Bruno Mars ký hợp đồng với hãng đĩa chuyên trị nhạc soul là Motown Records. Tuy nhiên, sau vài tháng hợp tác, Bruno quyết định rời hãng đĩa. Thời gian này, Bruno Mars bắt đầu hành trình diễn khắp Los Angeles cùng ban nhạc mới là Sex Panther. Anh cũng hợp tác viết nhạc cùng nhà sản xuất Philip Lawrence và gửi bản ghi âm cho hãng đĩa, nhưng đều bị từ chối. Đã nản đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng về sau, một người đã đề nghị mua lại ca khúc Lost của bộ đôi. Ban đầu, Bruno và Philip đều không đồng ý. Nhưng khi được trả tới 20.000 đô la, họ đã chấp nhận trao đi đứa con tinh thần để lấy kinh phí hoạt động. Những ngày tháng miệt mài cầm bút của Bruno Mars cuối cùng cũng được đền đáp. Anh trở thành một nhà sản xuất có tiếng và sáng tác nhiều bài hit cho nhiều ca sĩ, ban nhạc. Bruno là đồng tác giả của ca khúc Get Sexy, trình bày bởi Sugar Babes, góp giọng trong album Animal của Far Earth Movement và sản xuất bản hit Nothing On You cho nam rapper P.O.B. Suốt 6 năm ròng rã, Bruno chỉ ngày ngày viết nhạc cho nghệ sĩ khác. Bỗng một ngày, Philip Lawrence giới thiệu anh cho trưởng bộ phận tìm kiếm nghệ sĩ của hãng đĩa Atlantic Records, Aaron Bieschak. Sau khi nghe Bruno hát một vài ca khúc, Bieschak ngay lập tức đề nghị ký hợp đồng với anh. 3 năm sau, Bruno Mars chính thức là nghệ sĩ của Atlantic Records. Khi ấy, Atlantic Records là một hãng thu âm lớn trên toàn cầu và trực thuộc Warner Brothers Records, về sau đổi tên thành Warner Music Group, hãng hiện có hoạt động âm nhạc tại Việt Nam. Khi thành lập Warner Music Việt Nam với những nghệ sĩ như Thái Vũ và Chillies, năm 2010, Bruno cho ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp, It's Better If You Don't Understand. EP này không thực sự thành công khi chỉ xếp hạng 99 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Chặng đường từ Just The Way You Are đến Doo-Wops and Hooligans của Bruno Mars. Hai tháng sau, Bruno Mars phát hành đĩa đơn Just The Way You Are, một bản ballad với phần điệp khúc khá bắt tai. Bài hát đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada, Úc. Đến tháng 10 năm 2010, album phòng thu đầu tay của Bruno là Doo-Wops and Hooligans chính thức ra mắt. Đây là một đĩa nhạc thuộc thể loại pop, reggae, soul và rock, với tổng cộng 10 ca khúc về chủ đề tình yêu và tiệc tùng. Phần nhạc của album lấy cảm hứng từ Michael Jackson, Kanye West. Trong khi đó, cách hát của Bruno chịu ảnh hưởng bởi Shakira và U2. Về mặt thương mại, Doo-Wops and Hooligans đã đạt được những thành tích khá tốt. Album đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và bán được 55.000 bản trong tuần đầu. Các đĩa đơn phát hành từ album đều đã trở thành những bản hit lớn. Từ đó, sự nghiệp của Bruno Mars bước sang một trang mới. Anh trở thành ca sĩ mở màn cho chuyến lưu diễn của Maroon 5 và OneRepublic. Bruno cũng khởi động tour diễn của riêng mình.
và dần có được những người hâm mộ trung thành. Hành trình từ album phòng thu thứ 2 đến 24K Magic. Lúc đó, Bruno phát hành album thứ 2, Unorthodox, Jukebox. Hai đĩa đơn từ album là Look Out of Heaven và When I Was Your Man nhanh chóng chiếm lĩnh được các bảng xếp hạng, giúp Bruno trở thành nghệ sĩ nam có 5 đĩa đơn, đạt hạng quán quân tại Mỹ nhanh nhất. Hai năm sau khi phát hành Unorthodox, Jukebox, Bruno Mars lần đầu biểu diễn tại Super Bowl Halftime Show, niềm mơ ước của bất cứ nghệ sĩ đại chúng nào ở Mỹ. Màn trình diễn của anh thu hút gần 120 triệu người xem, cao hơn cả trận đấu chính thức. Đỉnh cao sự nghiệp đến với anh vào năm 2016 với album phòng thu thứ 3, 24K Magic. Bruno cho biết trong album này, anh muốn tái tạo thứ âm nhạc mà bản thân đã nghe thời thơ ấu. Hình ảnh Bruno Mars trong 24K Magic cũng trẻ trung và thời thượng hơn các album cũ. Xuyên suốt các MV là hình ảnh anh đội mũ lưỡi chai, mặc quần short, đeo dây chuyền vàng và đi giày thể thao. Nhờ album này, anh nhận được 6 đề cử tại giải Grammy năm 2018 và thắng cả 6, bao gồm hạng mục quan trọng là album của năm. Trước đó, ca khúc All I Ask hợp tác với Adele cũng đem về một giải Grammy cho Bruno. Thành lập ban nhạc Sixsonic cùng Anderson Park, sau một thời gian nghỉ ngơi, thì tháng 2 năm 2021, Bruno Mars thông báo trở lại đường đua âm nhạc. Lần này anh tái xuất dưới vai trò là thành viên ban nhạc Sixsonic cùng với rapper người Mỹ Anderson Paak. Một tháng sau, bộ đôi phát hành ca khúc Leave the Door Open để mở đường cho album đầu tay của nhóm An Evening with Sixsonic. Sau khi ra mắt, bài hát ngay lập tức đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đồng thời thu về gần 24 triệu lượt nghe trên Spotify. Trên nền tảng YouTube, MV chính thức của Leave the Door Open hiện đã thu được hơn 200 triệu lượt xem. Thành tích này ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong làng nhạc xứ cờ hoa của Bruno Mars. Những dấu ấn của Mark Bruno Mars trong lòng khán giả yêu nhạc. Quãng thời gian tuổi thơ ở Hawaii đã nuôi dưỡng lòng yêu thích âm nhạc và sự tò mò với các dòng nhạc khác nhau của Bruno Mars. Anh thường thử nghiệm nhiều phong cách và không muốn bó buộc vào khuôn khổ nào. Phong cách biểu diễn của Bruno là sự tổng hòa của nhiều cái tên. Anh có năng lượng giống như Michael Jackson, có sự chất chơi của Prince và có thần thái giống như James Brown. Các kỹ thuật nhảy như Lock and Pop, đánh hông hay Moonwalk đều được Bruno nghiên cứu vận dụng. Trên sân khấu, Bruno Mars hoàn toàn hút hồn khán giả. Những bước nhảy điêu luyện và đầy tính sáng tạo của anh nhận về những cơn mưa lời khen từ báo chí và giới phê bình. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp anh thứ 35 trong danh sách những nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời nhất năm 2013. Trong khi đó, tạp chí Billboard cho rằng anh trình diễn tốt hơn hầu hết các nghệ sĩ bây giờ. Kẻ cầu toàn của làng nhạc thế giới. Được biết đến là kẻ cầu toàn trong giới, Bruno Mars đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân trong công việc. Anh liên tục hỏi ý kiến người khác về các sản phẩm của mình và dường như không để tâm đến những lời tán dương. Bruno luôn nỗ lực để cho ra những sản phẩm chỉn chu nhất. Việc thức đến 3 giờ sáng trong studio hay thu âm 20 bản khác nhau cho cùng một bài hát vì không khí của bài chưa đúng theo ý muốn là chuyện thường xuyên xảy ra với anh. Hoặc khi hợp tác với họa mi nước Anh Adele trong bản ballad All I Ask, Bruno đã liên tục chỉnh sửa phần lời cho ca khúc ngay cả khi đang thu âm. Sau này, anh chia sẻ rằng bản thân vô cùng tiếc nuối vì đã không thay chữ lover trong bài bằng một từ khác. Chính sự cầu toàn này đã khiến Bruno nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các đồng nghiệp. James Farroy, nhạc sĩ từng làm việc với Bruno trong album 24K Magic, đã nhận xét về anh. Có những người chỉ là nghệ sĩ giải trí, nhưng Bruno thì là một nghệ sĩ âm nhạc thực thụ. Anh ấy quan tâm đến từng nhịp điệu và âm thanh trong bài nhạc. Sau gần 2 thập kỷ ca hát, Bruno chưa bao giờ đánh mất sự nghiêm túc với âm nhạc. Những ca khúc hay, chất giọng đầy nội lực và những bước nhảy điêu luyện sẽ luôn là những điều khán giả nhớ tới khi nhắc về anh.